Nguồn tin từ báo Pháp luật TP HCM cho biết, gần 8 giờ, xe chở các bị cáo liên quan đến vụ án, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Lần lượt các bị cáo được áp giải vào khu vực xét xử. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca là người được dẫn giải vào tòa cuối cùng. Ghi nhận tại tòa, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát đã đứng gác sẵn quanh trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, rào chắn được dựng lên, những người không liên quan không được phép vào bên trong. Theo đó, sáng nay ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Để phục vụ phiên xử, tòa còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12 tháng 4 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Theo cáo trạng, từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca, tổng số tiền 75 tỷ đồng để nhờ chạy tội. Tuy nhiên, tại tòa, cựu giám đốc công an Hải Phòng kiên quyết phủ nhận hành vi trên.